anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Ok, hôm nay mình ngồi đây để review cho anh em một cái loại thức ăn rất là ngon anh em nhé. Ê, trời ơi, mũ quá à. Đó là kẹo anh em. Chẳng có gì ngoài kẹo anh em. Đó, đây. Đây là kẹo mít ba bồn dâu anh em ạ. Thơm dâu anh em nha. Trước khi ăn thì sẽ đọc qua chút về cái thành phần nó nha anh em nha. Nhìn mũi quá anh em ạ. Thành phần của nó ngày sử dụng. Ngày sử dụng là 16 tháng 10 năm 2018. Hạn sử dụng là 16 tháng 10 năm 2020 anh em nha. Rất là tuyệt vời. Ok, thì mình sẽ đọc qua một chút về cái thành phần của nó nha. Thành phần gồm đường, đường này, gôm này, siro này, glucose này, chất giữ ẩm này, siro này, tương dâu bông tự nhiên này, chất điều chỉnh độ nắm muối nó lại đốt mình anh ạ, chất nhũ hóa này, chất chống oxy hóa này, rất là nhiều chất anh em ạ. Nhưng mà ngồi đây nhiều muỗi quá, giờ mình sẽ bóc ra ăn thử nha anh em nha. Nhiều muỗi quá trời luôn. Đây mình đang bóc ra đây anh em. Wow, thơm mãi trường anh em ơi. Đây nha anh em, đây là cái kẹo nó này, nhìn hồng hồng đẹp không anh em, đúng là bị dâu khác nhìn màu hồng. À rất là ngon nè. Chụp vào anh ạ, mới đốt mình à. Lằn hết chân lên. Rất là ngon luôn. Hoàn toàn rất là ngọt luôn. Nhưng anh em nào mình ăn mình cảm thấy là kẹo có thể bột khuẩn bóng bóng nha. Tí mình sẽ thử bóng bóng lên xem nha. Rất là ngon. Không chật phải ạ. Ăn nó ngọt này, nó thơm mùi dâu này, nó dai dai này. Ăn nói chung là đã vãi nhở. Kẹo này trước mình còn nhỏ, suốt ngày mình ăn nha. Suốt ngày bích ba bùn không mà thổi nữa. Ăn ngon lắm này ngọt. Ngồi bái trưởng nha. Rất là tuyệt vời đúng không anh em? Anh em có thổi của mình không anh em? Mùi quá trời mũi luôn. À rất là ngon anh em. Tuyệt vời ạ. Mình sẽ thổi tiếp anh em nha. Rất là tuyệt vời đúng không anh em? Ngon bãi trưởng nào. Anh em thấy gì không? Kẹo ăn rất là ngọt ngon. Tuyệt vời nhá. Anh em. Được rồi anh em. Rồi mình có thể chào tạm biệt anh em và chào lại anh của link khác nha. Bye bye anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ nha.